Chào các bạn, hôm nay Trần xin giới thiệu về cái phần xương tứ chi. Đặc biệt là ta phải phân biệt hai loại xương là xương chi trên và xương chi dưới. Còn về mình, xin giới thiệu về mình là Nguyễn Công Trình. Hiện tại đang học tại trường ICTU của Đại học Thái Nguyên. Và xin phép vào nội dung chính hôm nay, đó là về xương tứ chi. Đề bài này cũng được sử dụng ở cái môn giải phẫu và sinh lý của trường đại học ICTU, cái bộ môn tại ngành kỹ thuật y sinh ấy. Thì có kiểm tra giữa kỳ của môn giải phẫu sinh lý có hỏi cái phần này, thì mình xin giải đáp mình làm luôn nhé. Đó chính là ta phân làm hai loại xương chi trên và xương chi dưới. Đầu tiên là xương chi trên. Xương chi trên thì ta sẽ có là bao gồm xương bả vai, loại xương thứ hai chính là xương đòn hay gọi là xương quai xanh. Loại xương thứ ba chính là xương cánh tay. Xương cẳng tay. Xương cẳng tay thì được phân làm xương trụ. Xương trụ là dùng để làm trụ. Xương quay. Thì nó có khớp để nó quay được, đúng không? Để phóng to lên nó dễ thấy. Xương quay thì có ổ khớp, có hai diện khớp. Trên và diện khớp trên và diện khớp dưới. Để quay quanh cái xương trụ. Xương tiếp theo nó là xương cổ tay. Xương cổ tay thì có 8 xương xếp thành hai hàng. Mình cũng xin nói thêm, đây là cái phần mà mình chỉ nói về lý thuyết thôi. Mình có một cái video sau để nói về cái phần thực hành đó, tức là mình sẽ coi trên cái phần mềm, mình sẽ xem cụ thể hơn, đúng không? Xem cụ thể hơn nó như thế nào, xương đó nó ra làm sao. Đấy. Thì sẽ nói cụ thể hơn ở cái phần sau, chứ không phải là chỉ nói không không lý thuyết như thế này thì nó rất khó nhớ. Bao gồm thuyền, nguyệt, tháp, đậu, thang thê cả móc. Ok chưa? Xương tiếp theo là xương đốt bàn tay. Loại xương này thì có 5 xương. Xương 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 đốt ngón tay, từ từ để mình
xem lại xem thử nó như thế nào. Cái chỗ này đúng rồi các bạn, xương đốt bàn tay là có 5 xương, chúng ta phải phân biệt với xương đốt ngón tay. Xương này thì có 14 xương. Xương chi, xương tiếp theo là xương chi dưới. Ta sẽ xem lại cái phần xương chi trên này. Xương chi trên đấy, xương bả vai, xương đòn, xương cánh tay, xương cẳng tay, tiếp theo là xương chi dưới. Xương chi dưới thì có xương chậu, xương chậu, trong xương chậu thì ta có là xương cánh chậu, xương mu, xương ụng đùi, xương đùi, xương tiếp theo là xương đùi. Xương đùi thì nó to nặng khỏe nhất đúng không? Nó khớp với xương chậu bằng một cái ổ khớp. Xương đùi nó khớp với xương chậu. Bằng một cái ổ khớp. Ok chưa? Xương vừng tức là người ta gọi là xương bánh chè đấy. Xương cẳng chân, cẳng chân, sau xương cẳng chân thì đúng rồi, trong xương cẳng chân nó có cái loại xương gọi là xương chày và xương mát. Là xương mát. Bảy hàng cổ chân nữa. Bảy hàng cổ chân bao gồm bảy xương xếp thành hai hàng. Thì ta sẽ có được hàng sau bao gồm xương sên và xương gót. Hàng trước bao gồm xương hộp và ba xương thuyền. Xương thuyền ba xương trên nữa, đúng không? Ta có thêm được 5 xương bàn chân và 14 xương đốt ngón chân nữa. Năm xương bàn chân 14 xương đốt ngón chân. Ok. Được chưa?
Bây giờ ta hãy xem lại cái xương chi dưới nó như thế nào. Đấy, xương chi dưới bao gồm xương chậu, xương đùi, xương vừng, xương cẳng chân và 7 hàng xương cổ chân, 7 hàng xếp thành 2 hàng. Xương sau bao gồm xương sên và xương gót. Hàng trước thì bao gồm xương hộp và xương thuyền, 3 xương trên. Có 5 xương bàn chân. 14 xương đốt ngón chân. Xương chi trên bao gồm xương bả vai, xương đòn như bàn, xương cổ tay, xương đốt ngón tay, đốt bàn tay như ban nãy đang đề cập. Như vậy là ta đã tìm hiểu kỹ cái phần xương tứ chi cho bộ môn giải phẫu, và hôm nay mình chỉ tìm hiểu lý thuyết, hôm sau mình sẽ chỉ lên trên hình thực hành đàng hoàng. Buổi học, buổi nhật ký học tập đến đây là kết thúc.